Bay Audio Sài Gòn xin kính chào tất cả quý vị. Quý vị nào đang xem kênh của Bay mà chưa nhấn vào nút đăng ký thì quý vị nhớ nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh nha quý vị. Thì quý vị liên tục cập nhật tình hình bên mình. Hôm nay Bay giới thiệu quý vị một con âm ly rất là khủng đến từ hãng Lesame nha. Và trước khi Bay giới thiệu cái âm ly thì Bay giới thiệu cái USB. Đây là cái USB chép nhạc sẵn chứ không phải là USB trắng nha quý vị. Với dung lượng 128GB đã chép nhạc rồi là mình bán 800.000. Nhạc lossless chất lượng cao nha. Và dung lượng nhiều hơn ổ cứng 1000GB, bị bán 2 triệu đồng. Còn đây là cái bộ dây loa này quý vị. Bộ dây loa này, là của Mỹ. Cái dây của Mỹ, còn cái chốt thì của Trung Quốc. Bị bán 1 triệu mốt một bộ, dài 2,5m nha quý vị. Rồi bây giờ Bi xin mời tất cả quý vị cùng xem cái âm ly Lesame này với model là L68A. L68A là nó nằm trong series L2 số của Lesame nha quý vị. L48, 58, cái này là 68 là đời cao nhất rồi. Nó được sản xuất vào năm 1980. Có má gỗ bao hết toàn thân luôn nha quý vị. Con âm ly này rất là đẹp, nó đẹp từ cái mặt tới cái má gỗ luôn quý vị. Công suất cũng rất là khủng đó quý vị. Đối với loa 4 ohm là 300W, loa 8 ohm là 220W trên hai loa nha quý vị. Bass treble, low boost đầy đủ hết nha. Đây cái dòng đời số nhỏ kia thì nó cũng khắc, nói chung là thiết kế cũng gần giống như vậy, nó cũng khắc như vậy. Đây là dòng chữ ký nè. Nó khắc rất là đẹp luôn. Dòng Lesame này rất là thích là những cái chữ trên đây nó đều khắc, nên là dù thời gian có lâu bao nhiêu đi nữa nó vẫn không có bị mờ giống như những cái dòng âm ly khác. Và dòng này là dòng Flex A nha quý vị. Flex A nha. Đây rất là đẹp nè quý vị. Đấy là bị tết nhạc luôn quý vị. Xem quay sơ ra bên phía sau nè quý vị. Dòng này nó chạy 4 con sò sắt Hitachi nha quý vị. Made in Japan. Điện áp là 100V. Đây phía trước phía sau gì cũng đẹp hết quý vị ạ. Bây giờ đi thử một đoạn nhạc cho quý vị nghe. Thank you.
long white line along a holy road. Vậy nghe tiếng Pháp không? A noble highway made of gold. Too young to die and you're mad to live. You want everything there is that life can give. It's a beautiful dream with a sad refrain. You go all the way and come back again. Rồi mức giá là 21.800.000 cho quý vị. Bi báo giá rõ rồi và quý vị ạ. Nếu ông Lê cho Bi biết một, Bi tin là cái con ông Lê này rất là nhiều người muốn được sở hữu nó quý vị. Rất là đình đám luôn. Quý vị nhớ là nó chạy son sắt 4 con Hitachi lớn nha. Ở bên trong nó có hai cái tủ rất là to quý vị. Biến thế cũng rất là khủng luôn. Và đây là cái USB của mình nha.
rằng dẫu rằng không còn vẹn như xưa, dù anh trở về trên